sang trước mà. Rơi thì ta thì tay, ta thì tay. Khẽ hát thật em bước chân theo nhịp thật dịu dàng. Và em sao hồn nhiên xinh như nàng tiên, cho bao chàng trai những thơ xinh lạc. Ê đứa kia vậy má. Ôi anh ở đâu rồi à? Trang TNV. Mời quý khách ngồi chờ trong một chút. Alo, chị Hằng hả? Có công ty TNG muốn gặp giám đốc ạ? Dạ, em sẽ mời họ lên ngay. Thảo, mời khách lên phòng họp đi chị. Hằng, em đã chuẩn bị tài liệu cần thiết cho bản hợp đồng chưa? Dạ, em chuẩn bị rồi chị ạ. Đây là một bản hợp đồng lớn, chúng ta nhất định phải có được nó. Dạ, em biết rồi ạ. Dạ, mời hai chị thay em. Còn đây là hư ký của tôi, Trang. Mời quý vị ngồi. Chúng tôi đến đây muốn quý công ty tư vấn kỹ hơn về cái tour du lịch hôm trước đã đề cập qua điện thoại và hy vọng sẽ ký kết được cái hợp đồng. Dạ vâng, như trong cuộc điện thoại chúng tôi đã tư vấn và muốn quý khách hiểu rõ thêm về tour du lịch đến đất nước Thái Nam, chúng tôi đã soạn sẵn một bản hợp đồng. Và đây. Tour du lịch đến đất nước Thái Nam cho 50 người trong vòng 5 ngày và 4 đêm. Theo như tính toán thì chúng tôi tính chi phí là 10 triệu cho một người và tổng chi phí là 50 triệu. Sau những gì công ty bạn đã tư vấn chúng tôi đã hiểu rõ lịch trình đi.
nhưng với bất giác các bạn đưa ra thật sự không hoàn hảo, bởi vì khi chúng tôi đã tìm hiểu tour du lịch này từ nhiều công ty khác, mức giá dao động chỉ khoảng từ 8 đến 9 triệu trên một người, nên chúng tôi muốn đến đây để thương lượng với giá với công ty các bạn từ khoảng đến 8 đến 9 triệu cho tour du lịch này. Chắc hẳn các bạn đã tìm hiểu kỹ về công ty chúng tôi nên mới chọn chúng tôi để ký kết bản hợp đồng này. Với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực này thì chúng tôi tin rằng sẽ đáp ứng được nhu cầu của quý khách. Vì vậy giá cả mà chúng tôi đưa ra là hoàn toàn hợp lý. Công ty của chúng tôi là một công ty thời trang lớn và có chất lượng. Đội ngũ nhân viên thì làm việc rất là hiệu quả. Vì chúng tôi luôn mở các tour du lịch cho nhân viên đi nước ngoài để học hỏi và nâng cao trình độ sáng tạo. Vì thế tôi nghĩ nếu chúng ta có thể ký kết hợp đồng này thì chúng ta có thể ký kết được nhiều cái hợp đồng trong tương lai hơn. Vâng, chúng tôi rất muốn hợp tác với quý khách, nhưng với cái mức giá này thì chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng từng chi phí một rồi. Vậy thì chúng tôi còn xem xét lại cái hợp đồng này. Chúng tôi có một đề nghị là đêm cuối cùng ở Thái Lan, bên phía công ty chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc buffet để mời cả đoàn du lịch. Chúng tôi rất cảm ơn lòng thành của công ty, nhưng chúng tôi cần công ty điều chỉnh về giá cả của tour du lịch này. Xin lỗi, nhưng tôi còn cuộc họp với đối tác, tôi xin phép được ra về. Vâng, chúng tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ về những điều kiện mà quý khách đưa ra, và mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau lần sau. Chúng tôi sẽ có những phương án làm quý khách hài lòng nhất. Vậy chúng ta sẽ có cuộc gặp lại lần sau. Đúng là quan nhân ở hẹp mà, cái thứ chủ nào thì nhân viên cái đó, mê trai ớ. Khổ thật Hoàng ơi, vị giám đốc hồi nãy chính là cô gái tình địch mà chị đã kể với anh hôm trước đấy. À, chị kể cái anh đẹp trai gì đó mà chị gặp ở công viên đó hả? Đúng rồi. Trời ơi, thành ra thấy cái bà cô này nó đánh đá ghê đó. Em đã quên tìm hiểu cho chị về thông tin của vị giám đốc này rồi. Ấn tượng đầu tiên đã không tốt thì làm sao họ ký hợp đồng với mình đây? Chị muốn ngày mai trên bàn làm việc của chị thông tin đầy đủ của khách hàng, phương án mới hoàn hảo nhất và giá cả hợp lý nhất. Em sẽ cố gắng. Mê trai làm chi cho khổ chứ, làm mình khổ lên không. Chị cần gì ạ? Dạ, tôi là thư ký của công ty du lịch Sài Gòn Sunrise. Tôi muốn gặp giám đốc để xin một cái hẹn cho đợt đàm phán tiếp theo. Dạ vâng, giám đốc chúng tôi đã dặn. Nếu công ty chị gọi thì ngày mai giám đốc chúng tôi sẽ đến công ty chị để bàn bạc lại hợp đồng du lịch ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Mời vào. Chào quý vị. Dạ, chào. Mời ngồi. À, tôi nghe nói phía công ty quý khách có một bộ thiết kế là cho em được đăng đọc chí đi World Time phải không?
Ủa, chị cũng biết về cái bộ sưu tập đó nữa hả? À, tôi làm tính rồi ngày trang mà, tôi rất thích mẫu đầm dạ hội màu trắng đó, nhìn nó thật là thanh lịch. Cảm ơn chị quá khen rồi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng vào vấn đề chính nào. Vâng, như lần trước, công ty chúng tôi đã đưa hợp đồng cho quý vị biết về mức giá của tour du lịch cho 50 người trong vòng 5 ngày và 4 đêm. À, mức giá là 10 triệu trên một người. Và theo như chúng tôi đã họp lại thì chúng tôi tính chi tiết và mong được hợp tác của quý vị lâu dài. Vì vậy chúng tôi quyết định giảm xuống còn 9.500.000 trên một người. Cái này chúng tôi vẫn chưa thấy hợp lý, bởi vì chúng tôi đi với số lượng lớn, chưa kể như tôi dự định này thành công, chúng tôi có thể giới thiệu thêm nhiều khách hàng nữa cho công ty, vì mối quan hệ của chúng tôi khá rộng trong cả nước và cả ngoài nước. Thật sự rất cảm ơn nhà ý của quý công ty đối với chúng tôi, nhưng giá cả mà chúng tôi đưa ra là hoàn toàn hợp lý và có cơ sở. Vì những lý do sao? Lý do thứ nhất đó là toàn bộ chi phí đều chúng tôi chi trả. Lý do thứ hai là đội ngũ nhân viên làm việc phục vụ rất là tận tình, chu đáo và có dày dặn kinh nghiệm và được huấn luyện rất là bài bản. Và lý do thứ ba là chất lượng phục vụ công ty chúng tôi là đạt trong top 5 công ty du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam. Vì vậy chúng tôi hoàn toàn có cơ sở mức giá này. Với những gì công ty đã phân tích thì tôi đồng ý với mức giá là 9.500.000 cho một người. Vậy giờ chúng ta sẽ ký hợp đồng. Best of